Dạ hiện tại bên em đang di chuyển trên cái tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý. Dạ Tân Kỳ Tân Quý khúc này là quận Bình Tân. Hiện tại là cái vị trí ở khu vực này đã mở đường 40 m. Hai bên nhà đã di dời vào bên trong và tuyến đường này đang thi công. Ở đây vị trí này rất là đẹp, thuận tiện kinh doanh nhiều mặt hàng và tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý này là cái tuyến đường liên quận. Nó nối từ khu vực quận Tân Phú chạy thẳng ra khu Bình Tân. Nhà mặt tiền đối diện với ủy ban nhân dân quận. Diện tích là ngang 6 và dài 24 m, mình đúc một lầu, nhà xây rất đẹp, vị trí đẹp. Số phòng riêng này đủ giá chỉ có 22 tỷ, còn thương lượng. Ngân hàng thẩm định vay 70% tổng giá trị căn nhà. Ở đây mình đi ra khu Tân Phú chưa đầy 1 km. Và mình gần chợ, gần chợ Gò Xoài, gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Khu vực kinh doanh sầm uất. Dạ để tham quan căn nhà này trực tiếp làm việc với chính chủ, quý khách vui lòng kết nối với bên em nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này nhé. Bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.